Xin chào quý anh chị, xin chào các bạn. Gần đây thì có một số bạn hỏi Lâm còn trống cây thanh táo hay không để gửi cho quý bác anh chị và các bạn mình trị bệnh. Thì nhân đây Lâm cũng chia sẻ một số tác dụng của cây thanh táo để khi bà con mình có được cái nguyên liệu này, bà con mình có thể áp dụng. Thực chất thì cây thanh táo còn có rất là nhiều tên gọi khác nhau. Dân gian thì thường gọi là cây thuốc trạch, bởi vì nó trị những cái bệnh mà bong gân hay là trạch gân đó, bị sai khớp rất là hay, cho nên người ta gọi nó là cây thuốc trạch. Trong đông y thì nó còn được gọi với một số tên khác, ví dụ như là tàn cửu. Hiện tại thì trong đông y người ta đã nghiên cứu rất nhiều các cái bài thuốc từ loại cây này. Loại cây này được mệnh danh là loại cây tiếp gân liền xương, nó chủ trị các bệnh về gân xương rất là hay. Nhà Lâm thì cũng có trồng được một khóm cây thanh táo, Lâm trồng để bảo tồn giống. Ở hàng xóm của Lâm thì người ta trồng rất là nhiều. Nếu như bà con mình cần thì Lâm sẽ gửi tặng cho bà con, nhưng không phải vào dịp này. Bà con cũng biết là hiện tại Lâm đang ở Bình Dương, Lâm đang ở tâm dịch, cho nên Lâm không thể gửi dược liệu đến cho bà con mình được. Vậy thì khi nào hết giãn cách xã hội, Lâm sẽ gửi quà cho bà con mình. Bà con mình muốn nhận quà thì để lại số điện thoại cũng như là địa chỉ nhận quà, thì Lâm sẽ gửi cho bà con mình cây giống. Khi bà con nhận quà được thì bà con có thể trồng ở gia đình để bảo tồn giống cùng Lâm. Những loại cây như thế này thì Lâm nghĩ bà con mình nên trồng ở gia đình một khóm nhỏ. Biết đâu đó chúng ta sẽ sử dụng vào các dịp cấp bách. Rồi, ngay bây giờ thì nếu như bà con nào chưa biết về hình ảnh của cây thanh táo, thì Lâm sẽ chia sẻ cho bà con mình chi tiết nhất về cái hình ảnh của loại cây này, cũng như là Lâm sẽ mang đến cho bà con mình một số tác dụng của loại cây này và cách dùng đơn giản nhất loại cây này bà con mình có thể tự áp dụng tại gia đình. Đây chính là cây thanh táo. Bà con mình hay gọi thuốc trạch. Cây thuốc trạch là cây này. Có một số đặc điểm bà con mình có thể quan sát cùng Lâm. Đó là thứ nhất là về thân của cây thanh táo. Nó có một cái màu hơi tím tím như thế này đó. Cách nó phân nhánh, đặc biệt là lá của nó thì nó có một cái gân ở chính giữa rất đậm, đúng không bà con? Màu theo Lâm thì là màu xanh tím luôn. Đây là về hình thức cây. Thân cây nó thường hay có những cái đốt như thế này nè bà con đó. Đó. Ngay cái đốt này thì nó sẽ phân nhánh này. Nhánh của nó thì nó phân đều ra hai bên. Cây này nó có hoa màu trắng, chùm hoa của nó thì thường ở trên ngọn. Đây là hình ảnh về cây thanh táo. Lâm thì Lâm trồng một ít ở gia đình để Lâm bảo tồn giống. Bà con mình thì sẽ trồng bằng cái thân của nó ha. Một cái đoạn thân như thế này bà con cắm xuống vườn thì nó sẽ lên thôi. Rồi. Đây là những hình ảnh chi tiết nhất về cây thanh táo. Về mặt dưới lá gần nổi rất rõ, đúng không bà con? Rồi, bề mặt trên thì gân nổi không rõ lắm. Đặc biệt là cái màu sắc của gân lá thì bà con quan sát kỹ ha. Nó gần giống như cái màu của thân cây. Cây này thì được ứng dụng trong rất là nhiều việc mà Lâm nghĩ bà con mình rất là cần. Đến đây thì Lâm sẽ chia sẻ cho bà con mình một số tác dụng về loại cây này khi chúng ta dùng vào cơ thể của chúng ta. Cây này dùng để điều trị gãy xương nè, rồi bị trật gân nè, rồi bị xoay khớp nè, phong thấp nè, viêm đau khớp. Dùng làm thuốc để nối liền xương khi xương bị gãy, là hoặc điều chỉnh các khớp khi khớp bị trật. Đó. Tiếp theo thì chúng ta có thể dùng cái vỏ thân của cây này để bà con mình giả tươi đắp vào các cái vị trí, ví dụ như chúng ta bị trật khớp hoặc là các vết thương sưng đau đó. Ngoài ra thì cây này còn dùng để điều trị các cái chứng mà chúng ta ra nhiều mồ hôi hoặc là ho sốt mụn nhọt đó. Đặc biệt hơn thì cây này chính là một cái loại cây sẽ giúp lưu thông máu huyết rất là tốt đối với những cái phụ nữ sau sinh, có nghĩa là hậu sản đó bà con, giai đoạn hậu sản đó. Rất là hay. Vậy thì liều dùng cây này, chúng ta sẽ dùng từ 15 đến 30 gram khô cho mỗi một ngày.
trong những cái lần mà chúng ta sử dụng đầu tiên thì Lâm khuyên bà con nên sử dụng liều lượng 15 gram khô. Vậy thì những người nào cần sử dụng loại cây này? Những người đang bị các chứng về phong thấp, viêm khớp, đau nhức xương khớp, những người đang bị gãy xương, những người đang bị trật gân thì chúng ta nên sử dụng loại cây này. Cụ thể thì đối với những người mà đang bị sai khớp, bong gân á, bà con mình dùng cho Lâm một nắm vừa ngọn vừa lá vừa thân như thế này đó, nắm lớn lớn vừa cái vị trí mà chúng ta bị đau. Bà con rửa sạch ra ha, bà con sắc nhuyễn hoặc là giả nhuyễn, chúng ta cho lên chảo, chúng ta đổ một ít giấm, giấm ăn, giấm nuôi với bà con, hoặc rượu cũng được. Bà con xào nóng, bà con chúng ta bó vào cái vị trí mà đang sưng đau. Một ngày bà con có thể thay thuốc giúp Lâm 2 lần. Nếu như bà con muốn nhanh khỏi thì bà con dùng cái liều lượng khô là từ 15 đến 30 gram. Cái phần vỏ thân này nè bà con, đó, phần vỏ thân này, đó, liều lượng là 15 đến 30 gram khô. Chúng ta sẽ sắc với 3 bát nước, khi nào nó còn 1 bát á, thì bà con tắt bếp, bà con sử dụng. Cách này cũng là một cái bài thuốc uống trong của những người bị gãy xương hoặc là những người đang bị đau ở các cái gân của chúng ta. Thì đây là một cái loại cây rất phù hợp cho bà con mình. Ví dụ như bà con bị gãy xương thì chúng ta sẽ dùng một liều lượng tương đối giống như chúng ta dùng để điều trị cái bệnh mà chúng ta bong gân. Đó, bà con sử dụng một liều lượng tươi như thế này. Chúng ta rửa sạch giả nát, chúng ta xào với giấm hoặc rượu, chúng ta bó lại. Lưu ý ở đây đối với những người bị gãy xương thì bà con mình nên cố gắng, chúng ta sẽ cố định xương đúng vị trí, sau đó chúng ta tiến hành bó thuốc này. Một ngày bà con mình cũng có thể thay thuốc 2 lần. Cây này có khả năng giúp cho bà con mình liền xương, nối gân. Đó, những người nào đang bị các bệnh về gân, ví dụ như chúng ta đứt gân mà chúng ta nối gân lại rồi, bà con cũng có thể dùng cái bài thuốc uống bên trong kết hợp với bài thuốc đắp bên ngoài để giảm đau, uống bên trong để đẩy nhanh quá trình điều trị. Một loại cây rất là hay đúng không bà con? Đó. Đến đây thì Lâm nghĩ chắc là bà con mình đã yên tâm rồi. Lâm sẽ gửi tặng quà cho bà con, nhưng mà không phải vào dịp này. Hôm nay thì Lâm mang đến cho bà con mình một loại cây rất là hay. Loại cây này được sử dụng trong dân gian hàng ngàn năm rồi, cho nên bà con mình cứ yên tâm sử dụng ha. Đặc biệt là bà con nên chú ý về khả năng sử dụng bên trong bài thuốc uống, thì bà con nên sử dụng liều lượng khô từ 15 đến 30 gram. Đó. Chúng ta dùng ít, chúng ta tăng dần liều lượng lên bà con. Rồi, đến đây thì Lâm xin cảm ơn quý bác anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của Lâm. Lâm thì lúc nào cũng muốn mang đến cho bà con mình những thông tin hay, những thông tin vui cùng các loại thảo dược hoặc là các bài thuốc giúp cho bà con mình phòng bệnh nè, trị bệnh nè. Nhưng mà thực chất ra thì có một số bạn vào kênh của Lâm thì có những lời lẽ không hay. Lâm làm mà làm miễn phí. Lâm muốn gửi đến cho bà con mình những thông tin chính xác nhất về cách giúp cho bà con mình phòng bệnh và trị bệnh. Nhưng thực chất ra thì Lâm cũng đã làm công việc chia sẻ bài thuốc cho bà con mình cũng rất lâu rồi, cho nên dần dần nó trở thành một thói quen. Lâm không quan tâm đến những người không cùng quan điểm. Nếu như Lâm chia sẻ bài thuốc chỉ cần giúp đỡ được 5-3 người thôi thì Lâm cũng sẽ chia sẻ. Lâm rất mong cái video này sẽ đến được với những người nào cần những tác dụng trị bệnh của cây thanh táo, cũng như là bà con mình thường gọi là cây thuốc trặc. Nếu như bà con mình cảm thấy nội dung này hay, bà con mình có thể lưu lại hoặc là chia sẻ cho những người thân của mình. Như thế thì sẽ có rất nhiều người biết đến tác dụng của loại cây này. Thông thường thì loại cây này bà con mình thường trồng ở gia đình ven hàng rào. Nhưng khi bà con mình biết được tác dụng trị bệnh của nó thì thật sự nó sẽ giúp ích cho bà con mình được rất nhiều trong cuộc sống này. Ví dụ như bà con mình bị bong gân sai khớp đi, chúng ta dùng một nấm, chúng ta giả nhuyễn và chúng ta xào nóng lên chúng ta đắp, thì như thế sẽ giúp cho bà con mình không còn bị đau nữa. Rất hay, rất tiện, đúng không bà con? Rồi, đến đây thì Lâm xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý cô bác anh chị và các bạn. Lâm rất mong quý cô bác anh chị và các bạn mình sẽ luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cũng như là các bạn trong những cái video tiếp theo.